là địa phương có diện tích ao hồ lớn thứ hai của tỉnh Yên Bái với trên 360 ha. Phát huy thế mạnh này, nhiều năm qua huyện Trấn Yên đã đầu tư hỗ trợ về vốn kỹ thuật, khuyến khích nhân dân khai thác tốt lợi thế về diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản, tạo ra vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Năm 2013, huyện Trấn Yên đã hỗ trợ 35 triệu đồng một hecta đối với những hộ ở các thôn bản đặc biệt khó khăn của huyện khi chuyển đổi ruộng một vụ kém hiệu quả sang đào ao nuôi trồng thủy sản trên diện tích từ 300 m2 trở lên. Đây là những diện tích ruộng chỉ trồng được một vụ lúa chiêm, vụ mùa là thời điểm ngập úng không thể canh tác. Đến nay toàn huyện đã có trên 50 hecta diện tích ao được chuyển đổi từ diện tích ruộng trồng lúa kém hiệu quả này. Gia đình ông Nguyễn Văn Mùi, thôn Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên là một trong 90 hộ phát triển kinh tế từ nuôi cá. Được huyện hỗ trợ 10 triệu đồng để đào ao, đắp bờ nuôi cá. Đến nay gia đình ông Mùi có hơn 1 hecta ao được chuyển đổi từ ruộng một vụ kém hiệu quả. Từ tháng 5 năm 2014, gia đình ông đã thả 1.000 con cá giống, bao gồm cá chấm đen, chấm cỏ, cá gáy, cá mè lai. Dự kiến số cá này sẽ được đánh bắt vào tháng 10 đến tháng 12 năm nay. Theo dự tính, gia đình ông Mùi sẽ thu về từ 50 đến 60 triệu đồng một năm từ đánh bắt tỉa cá. Nuôi cá thì nó cũng phát triển, kinh tế gia đình nhìn thấy đấy. Thực ra bây giờ thì là nếu mình nuôi con cá thì từ bé đến lớn thì coi như là nó cũng vào tầm khoảng một năm thì mình có thể thu hoạch được. Nếu mà có con, nếu mà mình nuôi đúng được cái của nó mà ăn đều đặn mà coi là nó phát triển thì cũng có tới con tới 2,5 cân 3 cân trong một năm. Nhưng mà còn về phần ăn uống thì nói chung là nếu mà mình khi mà phát hiện ra để mà dịch bệnh các thứ là mình phải có thuốc để điều trị ngay. Trên cái nuôi cá này nó phát triển hơn. Vì cái phần nếu mà theo ruộng nương thì thực ra là đây ruộng nương nó toàn là ruộng lầy thôi. Nên là cấy hái nó rất là khó khăn. Như bọn chú đây là cái ruộng này coi trâu không lội được. Thế nhưng bây giờ chú chuyển đổi thành ao thì chắc là nó phải hơn cái ruộng lúa. Bởi vì là lúa nó không hiệu quả. Vụ thì được, vụ thì không. Mất mùa coi hầu như là mất mùa trắng nhiều. Thì chú mới chuyển đổi thành ao. Nên nuôi cá thì từ năm nuôi cá giờ thì chú cũng thấy là nó phát triển phải gấp rưỡi, gấp hai lúa đấy. Không những phát triển nuôi cá trên những diện tích chuyển đổi từ ruộng một vụ kém hiệu quả, mà phong trào nuôi cá tại các đầm hồ với tổng diện tích trên 300 ha của huyện Trấn Yên đang tiếp tục phát triển mạnh. Nhiều năm qua, gia đình bà Đỗ Thị Thuyết, thôn 7, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đã làm giàu từ nuôi cá trên đầm nước rộng 3 ha. Năm 2013, gia đình bà đã đầu tư thả hơn 3 tạ cá trôi giống, 200 con cá chấm cỏ, 2 tạ cá vược, 2,5 tạ cá mè trắng. Mỗi năm gia đình bà Thuyết cũng thu về từ 60 đến 100 triệu đồng từ đánh bắt tỉa. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình bà. Trong những năm qua thì gia đình tôi thì cũng tận dụng cái đất ruộng, đất trầm, dọc để tôi đắp lên cái hồ để nuôi cá để cũng phát triển kinh tế gia đình và để cũng để tăng nguồn thu nhập thêm. Thì trong đó thì gia đình tôi là chăn nuôi là bằng cái nguồn thức ăn là tận dụng của gia đình là chăn nuôi. Với kết hợp là cũng vừa là vườn, ao, chuồng, tận dụng cái nguồn thức ăn đấy thì gia đình tôi cũng có là thả cái đầm nó cũng tầm 2 ha đến trên 2 ha gì đấy. Thì mỗi năm thu nhập bình quân thì cũng được 6-70 triệu. Thế là về thu nhập thì cũng từ cái nguồn thu đó thì cũng phát triển được kinh tế gia đình. Thế và cũng cho các cháu là cũng được học hành, có nghề có nghiệp, ổn định. Ngoài ra huyện còn nuôi trồng 94 lồng cá. Với lợi thế về nguồn thức ăn sẵn có trong tự nhiên như phụ phẩm nông nghiệp là lá sắn, lá ngô, cỏ, phân chuồng, nên việc nuôi cá của bà con khá thuận lợi. Bên cạnh đó, người dân còn được huyện hỗ trợ về kỹ thuật, được tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, nên bà con đã chủ động phòng tránh được một số dịch bệnh cho cá, tôm, biết nắm bắt thông tin thị trường để chuyển những loại cá truyền thống sang nuôi những giống cá mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong những năm qua thì phòng nông nghiệp của huyện đã phối hợp với lại các cơ quan chuyên môn về trạm khuyến nông, trung tâm dạy nghề tổ chức các cái lớp tập huấn ngắn hạn và các cái lớp tập huấn để hướng dẫn người dân các cái kỹ thuật về chăn nuôi, về các cái biện pháp phòng trừ dịch bệnh đối với trong chăn nuôi thủy sản. Thì qua các cái lớp tập huấn thì người dân cũng đã nắm được các cái kỹ thuật về chăm sóc chăn nuôi có hiệu quả và phòng trừ dịch bệnh để hạn chế được cái rủi ro trong chăn nuôi. Thì qua đó thì người dân cũng đã giúp phát triển được kinh tế, giảm thiểu các cái rủi ro đối với cái việc nuôi thủy sản.
với sản lượng cá đạt trên 1.100 tấn, cho thu gần 10 tỷ đồng một năm. Đây là nguồn thu nhập đáng kể, giúp nhiều hộ nuôi trồng thủy sản của huyện cải thiện cuộc sống. Hiện nay nuôi trồng thủy sản đã trở thành phong trào chăn nuôi hàng hóa trên địa bàn huyện. Năm 2014, huyện Trấn Yên phấn đấu tăng diện tích nuôi trồng thủy sản lên 367 ha, phấn đấu đạt sản lượng trên 1.100 tấn. Để đạt được kết quả này và đưa chăn nuôi thủy sản trở thành hướng đi đúng trong sản xuất nông nghiệp, thời gian tới huyện Trấn Yên sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, nhân rộng và phổ biến các mô hình nuôi cá trên ruộng, chuyển đổi mô hình cá lồng, ba ba nuôi tôm để tạo thành sản phẩm hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân. Với cái diện tích và tiềm năng về diện tích nuôi trồng thủy sản thì trong thời gian tới đối với phòng nông nghiệp chúng tôi sẽ kết hợp cùng với các phòng ban chuyên môn của huyện để tổ chức triển khai cho nhân dân nắm bắt được khoa học kỹ thuật và định hướng cho các hộ rà soát những cái diện tích ruộng chuyển đổi kém hiệu quả, năng suất lúa không cao để chuyển sang nuôi trồng thủy sản để đạt được cái năng suất sản lượng cao, thì từ đó nâng cao được cái hiệu quả chăn nuôi của các hộ. Và để có cái giải pháp tiếp tục trong thời gian tới thì cái thứ nhất là chúng tôi định hướng cho nhân dân nuôi cá theo mùa vụ, làm thế nào đấy để cải tạo được cái môi trường ao nuôi và hạn chế được cái dịch bệnh xảy ra để nuôi cá nó đạt được cái hiệu quả. Và đối với địa bàn huyện Trấn Yên chúng tôi ở đây thì cái đối tượng nuôi cá chủ yếu là cá chấm, cá trôi, cá mè, chép và cá rô phi đơn tính. Thế thì với cái lợi thế như thế và cái hiệu quả của bà con nhân dân thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục định hướng cho nhân dân để đầu tư chăm sóc nuôi trồng thủy sản có hiệu quả để đưa cái năng suất sản lượng trên một đơn vị diện tích đất canh tác và tăng cái hiệu quả để nâng cao cái đời sống thu nhập cho nhân dân trên địa bàn huyện Trấn Yên. Để chăn nuôi thủy sản tiếp tục phát triển bền vững, tạo thành phong trào chăn nuôi sâu rộng trong toàn dân, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện, khuyến khích người dân sản xuất cá giống đáp ứng nhu cầu cá giống tại địa phương. Với những lợi thế về diện tích mặt nước, nguồn thức ăn có sẵn trong tự nhiên, người dân lại được trang bị kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, nên nhiều năm qua, huyện Trấn Yên đã phát huy được thế mạnh nuôi trồng thủy sản. Nhờ đó đã giúp nhiều hộ dân xóa đói giảm nghèo và làm giàu.